Trời ơi, mình hết túi đồ rồi. Vậy có nghĩa là mình phải trồng hết tất cả mật phẩm lên đầu mình. Ôi kìa, cho mượn cái nha. Trời ơi, thấy bắt cậu hơi nặng mà. Ui, mượn cái nha. Có lẽ cái đầu của mình mạnh nhỉ. Ôi trời, sao nhiều zombie dữ vậy. À, hay là mình thử vận dụng cái đầu mình coi. Hiệu quả nè. Trời ơi, mình đã để nhiều vật phẩm lên đầu rồi. Giờ chỉ còn thêm một thứ gì nữa thôi thì chắc là mình ngã luôn mất.